Em xin chào tất cả các bác yêu Hoa Lan nhá. Hôm nay là phiên ngày 12 tháng 2 của nhà vườn Linh Tùng Thì hôm nay thì uh, tiếp tục lên cho các bác những giò đùi gà tròn Hôm nay có thêm cả Cẩm Báo này, Kèn này, Kiều này Rồi là uh, Sơn Thủy Tiên các bác nhá. Thì uh, những cái giò gà này rất là to, rất là VIP luôn Thì hôm nay thì em có chuẩn bị được uh, một số cái mặt hoa Để Hôm nay đầu tư hẳn là uh, mặt hoa ảnh luôn các bác nhá thì khi mà các bác về là nó sẽ nở thành một cái giò lan nó rất là to như thế này các bác nhá đây là một đó, cái giò lan nói chung là bình thường của em thôi em ghép ở trong chậu gỗ mà nó ra được một cái giò lan giò hoa nó nhiều hoa đến như thế này mà toàn bộ những cái giò gà của nhà em ấy thì đều là chưa biết mặt hoa sổ số, số về quay cái sổ số, số mặt hoa đây ví dụ như ở trên một cái giò này của em này đã có mấy mặt hoa rồi các bác nhìn nhá đây một mặt đây một mặt bên này cũng phớt hồng một mặt các bác nhá đó rất là đẹp luôn trên một cái mắt này của nó này nó sổ ra được 3 cho đến 5 bông đây các bác nhìn cho em nhé nên là rất là đẹp luôn các bác ạ đó mặt hoa tại vườn nhà em luôn nhá rồi là có những mặt bông thì nó tím như kèn luôn các bạn đây là đùi gà nha chứ không phải kèn đâu đó những mặt bông nó tím như kèn luôn đó rồi đây các bác ơi nó quá xuất sắc luôn các bác ạ đây các bác ngắm cho em À, cái này trên một cái mắt của nó này nó tỏa nó tẽ ra này các bác này đây là một cái mắt nhá hiện tại như em đã đang đang bán là nó xương mắt đến đây thôi còn khi mà nó có hoa là nó tỏa ra như thế này một cái mắt là nó ra được bao nhiêu bông như thế này các bác nhá đó trên một cái thân này chắc là tầm khoảng có bốn mắt thôi các bạn nó ra được một một bức hình hoa các bác nhá đấy các bác ơi nó quá dã man luôn các bác ạ đó nó quá đẹp luôn nha các bác nhá để mặt hoa các bác cứ ngắm đi nhiều bác thì cứ hỏi cứ bảo em là cho lên mặt hoa thì hôm nay em có chuẩn bị cho các bác xem mặt hoa luôn nha cho các bác dễ lựa chọn và rất là nhiều đa dạng mặt hoa luôn các bác nhá rồi em sẽ lên cho các bác những cái giò đùi gà những cái giò đùi gà này của nhà em thì thuần 2 năm rồi các bác ạ Nói chung là uh, năm ngoái, năm ngoái nó chưa được to lắm thì năm nay nó mới được đầy đặn giò Nên là năm nay mới sách xuống bán các bác ạ Rồi, uh, mã này là mã 11 Đó, thân này các bác ơi Ngón tay của em đây này các bác này Mà hoa thì rất là nhiều luôn nhá Hoa rất là nhiều luôn, chi chít nụ luôn các bác ạ Chí chít nụ luôn. Năm nay không phải nghĩ về nụ luôn. Năm nay um, nụ phải sai gấp đôi như năm ngoái luôn ạ. Mã 11, mã này uh, chia sẻ cho bác với giá là 280k các bác nhá. Mã 11 280k các bác nhá. Mã 11 280k. Đó, các bác so sánh với người em nhá, người em mặc áo khoác là nó cũng to lắm đấy ạ. Mã 11 280 tám uh. Tiếp theo ạ. Uh. Mã đùi gà tròn. Tiếp theo, mã đùi gà tròn em uh, treo sang đây để cho nó gọn nhá. Tiếp theo, mã đùi gà tròn. Mã này là mã số 10. Mã này 270k các bác nhé. Mã này 270k. Đây, nụ đây. Nó đang sưng như thế này hết rồi nha các bác nhé. Đó, đây các bác nhìn này. Cứ mỗi một mắt này này. Là nó sẽ ra được 3 đến 5 bông các bác nhá. Mã số 10 270k, mã số 10 270k. Rồi, tiếp theo ạ. Em lên cho các bác mã Kiều đi, Kiều đi. Tí nữa em có mấy giò gà to nữa, các bác thích giò to thì chốt giò to nhá. Em lên mã Kiều. Mã này là mã Kiều, mã số 6, 400 000 Mã số 6 ạ, 400 000 đồng các bác nhá. Trồng trên một cái uh, um, trụ tầm 40cm, cao 40cm các bác ạ. Đó, cái trụ này là 40cm các bác nhá. Mã số 6 ạ, một giò kiều Kiều thì cũng đang sưng sưng các bác nhé Kiều cũng đang sưng sưng rồi Nghĩa là các bác cứ lấy một giò gà, một giò kiều là các bác chơi hoa được rất là lâu Tại vì là khi gần tàn gà thì bắt đầu là kiều sẽ nở các bác nhá Mã số 6, 480 nghìn Các bác cứ lấy hai giò thì em bao ship nhá Mã số 6, 480 nghìn Thì đằng nào cũng tiện tiền ship như vậy thì các bác cứ lấy một gà, một kiều đi Một gà, một kiều Đó, tiếp theo em lên cho các bác kiều chậu nha một chậu kiều rất là đẹp luôn rất là sung xuê lá luôn các bác nhá mã này là mã số 4 ạ chậu kiều này là 280k các bác nhá 280k chậu kiều mã số 4 ạ 280k các bác nhá chiều cao của cái chậu này là từ đáy chậu lên đến ngọn là tầm 60 cm mã số 4 ạ 280k các bác nhá mã số 4 280k quá quá đẹp luôn đây ạ có cái mầm này lá đẹp nha các bác nhá mã số 4 280 ạ. Tiếp theo ạ, mã Kiều chia sẻ cho các bác với giá là 250k các bác nhé. Mã số 5 250k. Tiếp video ạ. Mã số 5 250k ấn nhầm ạ. Rồi, mã số 5 250k nha các bác nhé. Rồi, tiếp theo ạ. Em lên cho các bác hôm nay có mấy chậu cẩm báo này. Cẩm báo cũng sắp có hoa rồi các bác ơi. Cẩm báo chơi hoa bền lắm. Chậu cẩm báo này chậu mã số 2 150 ạ mã số 2 150k. Chậu cầm báo mã số 2 150k chậu này nha các bác nha. Rồi, tiếp theo ạ. Cầm báo này thì em phải treo lên cao tại vì là treo xuống thì nó sẽ sẽ gãy hết cái bộ rễ của nó. Đây rễ nó cứ thõng xuống như này. Rễ gió nó cứ thõng xuống như này là không thể đặt xuống được. Khi mà đóng đi cho các bác là cũng phải nghiêng thành chậu như thế này, đóng đi gửi Mã số 1, mã cẩm báo này là 200k các bác nhé Mã này cây to lắm ạ Mã số 1, 250k À 200k Mã số 1, 200k nha các bác nhé Mướt, đẹp luôn Mã số 1, 200k Tiếp theo Em lên một cái trụ kiều À một cái trụ cẩm báo Một cái trụ gỗ nhá Cái trụ này thì em trồng Các bác nhìn bộ rễ của nó này Các bác nhìn bộ rễ này Siêu 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 gọi là siêu khỏe luôn đây các bác ngắm cho em nhé như mái tóc luôn mã này là mã cẩm báo trụ mã số 2 170 ạ à. mã số 2 170k các bác nhé mã kỳ mã cẩm báo trụ mã này cái trụ này dài tầm 50 cm các bác nhá mã số 3 170k cẩm báo các bác nhá Hoa của cẩm báo đẹp lắm các bác Mà các bác chơi hoa bền cực kỳ luôn Hoa của cẩm báo chơi hoa cũng bền như hài luôn đấy ạ Bền như hài luôn các bác ạ Tiếp theo Em lên cho các bác một chậu gà tròn Mã số 9 260k Mã số 9 hoa đây này các bác này Chuyết chết luôn chung là hoa cứ như kiểu kiến bu luôn nhé Mắt nào cũng có hoa hết các bác nhá. Chậu này quá rẻ luôn, 260k mã số 9. 260k cho em nhá. Chậu này đẹp này các bác ơi. Mã số 9 260k khi có hoa nó tạo thành một cái chậu to đẹp lắm đấy ạ. Mã số 9 260 nha các bác nhá. Tiếp theo. Đây, treo hết ra đằng này cho nó gọn. Tiếp theo ạ, em lên chậu gà tròn. Chậu này to các bác nhá. Chậu này to lắm ạ. Đây. Càng to càng nhiều hoa các bác ạ. Càng to càng nhiều hoa một chậu gà tròn đây các bác cứ ngắm cho em nhá các bác cứ ngắm cho em nhá các bác cứ đọ với người em nhá người em không phải là bé đâu ạ gần sáu chục cân này <laughs> không phải bé đâu nha các bác nhá chi chít hoa luôn đây anh quay vào hoa cho các bác xem này đây này cái chỗ mé bên này này đấy hoa nó phải gọi là quá tuyệt vời luôn nha các bác nhé Càng chậu to thì càng hoa nhiều Càng mắt nhiều các bác ạ Đó, một chậu như này em đang bán chỉ một triệu thôi Chỉ một triệu thôi, các bác ngắm cho em nhé Hoa chi chít luôn Hoa như kiến bu luôn Mã số 7, một triệu đồng cho cái giò đùi gà này nhá. Trên một cái chậu gỗ Đấy, xum xuê, chậu này đẹp lắm luôn đấy ạ Chậu này về các bác treo lên vườn, đẹp vườn luôn Đấy mầm lên khỏe cực kỳ luôn nhá. Mã số 7 1 triệu đồng. Vừa được chơi hoa này, vừa mầm khỏe này, vừa thuần lâu. Các bác ngắm cho em nhá. Đầy đủ những yếu tố để các bác lựa chọn rồi nên các bác không phải băn khoăn gì nhá. Mã số 7 1 triệu đồng. Gà của em đều là gà rừng hết ạ. À? Đấy các bác cứ so sánh. Các bác ăn thịt gà cũng thế, gà rừng với lại gà gà công nghiệp hay gì thì nó khác nhau <laughs> một trời một vực. Các bác ăn thịt gà rừng nó sẽ dai, nó sẽ ngon, nó ngọt hơn các bác nhá. Giá công nghiệp nó bở lắm Mã số 15 Một chậu sơn thủy tiên 350 ạ Một chậu sơn thủy tiên 350 nha các bác nhá Trên một cái chậu gỗ ạ 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 14 thân tơ ạ 14 thân tơ, 13 thân tơ Mã số 15 350k Một chậu sơn thủy tiên Mã số 15 350k các bác nhá Tiếp theo ạ Tiếp theo một mã đùi gà Mã này xòe đẹp lắm nha các bác nhá Nhiều hoa Mã số 13 320.000 Các bác chỉ việc nhìn giá này Nhìn hình dáng chậu rồi các bác chốt thôi Chứ còn không phải suy nghĩ lăn tăn về hoa các bác nhá Hoa thì giò nào cũng rất là nhiều Đó Mã số 13 320k nha các bác nhá Mã 13 320 ạ Tiếp theo Em lên cho các bác một chậu đùi gà tiếp theo mã đùi gà này là mã sắp đến mùa hoa của gà rồi rực rỡ lắm các bạn các bác cứ lấy một hai giò về các bác chơi hoa nhá mã số 14 260k mã số 14 260k đó những cái phiên đầu đầu này thì em sẽ bán những cái giò mà 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 đẹp 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 trước đó thì các bác nên chốt vào những cái phiên đầu đầu này nha để chọn được những cái giò đẹp nhất ờ, tại vườn nhá các bác nhá mã này là mã 14 260k mã 14 260k tiếp theo. Không cần phải nhìn hoa đâu các bác ơi. Không cần nhìn hoa đâu. Các bác cứ về các bác nhận kiểm tra kiểm tra hàng trước khi thanh toán, kiểm tra hoa trước khi thanh toán. Rồi, tiếp theo một mã đùi gà, chậu to nhá. Một chậu to luôn. Đó, mã này là mã số 12, một chậu đùi gà tròn. Chậu to luôn nha các bác nhá. Đây. Nó xòe ra này các bác này thân dài lắm nha các bác nha thân dài lắm luôn nhá đó mã này là mã số 12 1 triệu 200k 1 triệu 200k để các bác ngắm cho em hoa nha như kiến bu luôn như kiểu cái miếng bánh mà để một hai ngày mà kiến nó bu ấy ạ hoa nó bu như kiến mã số 12 có thân thủ nha các bác nha thân đấy thân thủ đẹp luôn đây các bác nhìn này quay chỗ nào cũng thấy hoa hết ạ. À? chỗ nào cũng thấy hoa hết vạch chỗ nào thấy hoa chỗ đấy cái chậu gỗ này thì nó phải sai hoa hơn cái hơn cái chậu trong ảnh nhé các bác nhá đây này em cho các bác xem lại cái chậu trong ảnh chậu này năm đây là chậu năm ngoái chậu năm ngoái Còn những cái chậu gỗ năm nay hoa gấp đôi năm ngoái luôn Thì những cái chậu gỗ như này thì Năm nay nó phải to gấp đôi Cái chậu như này các bác nha Gấp 3 luôn gấp... Nó quá nhiều mầm hoa, quá đấy. nhiều hoa. Đúng rồi Cái chậu này là chậu bé đấy Chậu này là chậu gỗ bé năm ngoái của em đấy Còn chậu này nó to gấp mấy lần luôn Đấy cứ phải cho các bác xem thực tế như thế này Để các bác dễ các bác chốt nhé Mã số 12 1 triệu 200 k mà nó cực kỳ rẻ luôn hơn một triệu đồng các bác hơn một triệu đồng mà sắp đến mùa hoa rồi các bác ơi đấy những bác mà yêu hoa lan thì các bác phải nhanh tay nhá không mấy nữa hết giò hết giò hết giò. cái này là quay rồi đúng không rồi tiếp theo em lên cho các bác một trụ gà một trụ gà các bác nhá mã này là mã số 8 một cái trụ gà đó rất là to đẹp các bác nhá rất là to đẹp nha các bác ơi rồi đây các bác ơi thân rất là dài các bác nhá toàn những thân rất là đạt luôn đấy ạ mã này là mã trụ số 8 900k Mã trụ số 8, một trụ gà 900k. Các bác nhá, hoa bù, hoa bù rất là nhiều các bác ạ, nụ rất là nhiều luôn. Mã số 8 ạ, 900k các bác nhá. Tiếp theo ạ. Em lên cho các bác một trụ kiều. Một trụ kiều. Đây ạ, một trụ kiều nha các bác nhá. Cũng được trồng ở trên trồng hai tầng, hai tầng các bác ơi. Trồng hai tầng nhá. Và đây có một cái một cái khóm này thân tím lắm các bạn thân nó tía lắm mã này là em chưa đánh số rồi mã này là mã kiều không số các bác chốt cho em là kiều không số nhá mã này bao nhiêu nhỉ 500 k các bác nhá mã kiều không số 500 k các bác ạ mã kiều không số 500 k có một khóm kiều bên này là kiều thân thân như kiểu là cái mía 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 đi ăn các bác nhá mía thuốc nó tím như vậy thì không biết là ra hoa kiểu gì còn đây là kiểu mỡ gà các bác ạ kiểu năm ngoái em có bán thế là nó cũng sổ hoa ra có những bông thì vừa vàng vừa tím các bạn nên là không biết là mặt hoa gì luôn rồi chậu kiều này là kiều không số 500k tiếp theo ạ em lên cho các bác là hai chậu kèn nhá hai chậu kèn nhá rồi chậu kèn mã số 17 chậu này là thân hoa được hai mươi sen các bác nhá. đó, chậu này hai trăm năm mươi k đang nhú nụ đấy các bác nhìn nhá, nụ đang nhú ra như kiểu là uh, là là một cái hạt gạo các bạn. mã số 17 một chậu kèn đây thân rất là mập to nha các bác nhá. mã số mười bảy hai trăm k cho chậu kèn này các bác nhìn mầm gốc này. mã số mười bảy hai trăm k rồi một chậu kèn chậu này 4 thân các bác nhá. 2 thân à. 2 thân các bác. Chậu này 2 thân. Mã này là mã số 18. Bằng nhau luôn. Nụ cũng đang sưng ra như hạt gạo rồi, như cái đầu hạt gạo rồi các bác ạ. Mã 18 400k, mầm gốc có hai mầm các bác nhá. Hai mầm khỏe luôn. Mã số 18 400k nha các bác nhá. Cả hai cái mầm này, nói chung là đều là một dề hết ạ cái chậu kèn này là một dề nên là nụ nó đang như nhau các bạn hai thân nụ như nhau luôn mã 18 400 k rồi ạ tiếp theo em lên cho các bác chậu đùi gà chậu đùi gà mã số 16 những cái chậu đùi gà này của em khi mà nở nó cũng sẽ gần bằng với cái chậu gỗ đấy ạ đó bởi vì cái chậu gỗ năm ngoái là em trồng nhiều hơn như thèm một tí thôi mã số 16 280 k 280k, mã số 16 Chậu này thân rất là dài, đẹp nha các bác nha Mã số 16 280k. Tiếp theo. Mã số chậu này to các bạn, mã số 19 280k. Mã số 19 280k. Hoa đây nhá. Các bác nhá, không phải nói nhiều về hoa đâu. Mã số 19 ạ, 280k nha các bác ơi. Mã số 19 280k. Rất là to đẹp nha các bác nhá. Mã 19 280k. Rồi, Hôm nay là toàn bộ phiên bán hàng của nhà vườn Linh Tùng ngày hôm nay, ngày 12 tháng 2. Các bác mà muốn đặt giò nào, các bác liên hệ với nhà em qua số điện thoại là 0869 899172 các bác nhá. Rồi em xin chào và cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.